Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, thì tối hôm nay chùa mình có một cái buổi nói chuyện theo yêu cầu. Và trong cái mùa dịch thì mỗi người ngồi cách xa chút xíu, nói chung là trong chùa mình thì cũng không sao, không có người ngoài. Vậy thầy thì khỏi bịt khẩu trang, tại thì đứng cách tới 5 mét là có một mình nè, không sao. Hôm nay với sự yêu cầu, có một số vị từ trong Tết tới giờ thì đạo tràng tu tập chúng ta đã không có cái đạo tràng nào tu hết bởi cái mùa dịch Corona. Do đó mà hôm nay với cái yêu cầu cũng như là khẩn thiết của một cái số quý vị chư tăng ni như là Phật tử, cũng thầy chia sẻ một vài chút về cái kinh nghiệm nhập thất. Không phải là nhập thất là thầy mới nhập đây đâu, hồi xưa đó thầy cũng đã có một kỳ nhập thất, nhưng mà nhập thất khác. Hồi xưa chỉ mang tính chất là không có tiếp xúc và nghiên cứu thôi. Tức hồi xưa thầy cũng có tách ly ở cái nơi mà không có tiếp xúc cũng khoảng hơn 5 năm, rất lâu rồi, năm chín mấy thôi. Nhưng mà lúc đó thì chưa có biết đạo pháp nhiều, có nghĩa là chỉ học thôi. Rồi mình nghiên cứu nên những cái kiến thức ngày nay thầy có cũng nhờ một phần ở trong đó. Nghiên cứu đọc nhiều cái kinh sách cũng như là đọc nhiều cái bộ luận. Và mấy năm nay á thì thầy làm việc giáo hội cũng như là làm từ thiện rồi đi giảng dạy vân vân, cũng không có cái điều kiện để nhập thất. Như quý thầy, có những thầy thì một năm vào trong thất hết 7 ngày hoặc là 14 ngày, 21 ngày, tháng, 3 tháng. Cái an cư kiết hạ đó không phải nhập thất nha. Còn nhập thất là mình chỉ có một mình thôi. Thì ở trong nhà Phật thì gọi là độc cư thiền định đó. Nên là hôm nay chúng ta trao đổi về kinh nghiệm. Cái này mang tính chất chia sẻ chứ không có giảng dạy gì đây. Kinh nghiệm tức là mình có những cái kinh nghiệm gì đó. Kinh nghiệm nhập thất, kinh nghiệm nhập thất hay tức là kinh nghiệm tu tập nhập thất. Thì trong cái mùa dịch có một cái duyên thầy vào được như là khoảng 20 ngày, tức 3 tuần á. 3 tuần vào ở trong thất. Mình tu tập hạn chế, hầu như là không có tiếp xúc với ở bên ngoài. Mình mới hiểu được là Đức Phật nói trong kinh đó, độc cư thiền định đó. Độc cư thiền định, một cái câu kinh nào khi ở ngoài sau kinh đó, Đức Phật thường hay dạy cho các cái vị tỳ kheo cũng như là hàng cư sĩ, nhưng mà đặc biệt là dạy cho các vị tỳ kheo là hãy tìm một cái gốc cây, tìm một ngôi nhà trống và thực hành thiền định. Thực hành thiền định, chớ để hối hận về sau.
hận về sau. Do đó mà cái câu này nào mới gọi là cái câu mà nhắc nhở cho mình, nhắc nhở sự tu tập chớ để hối hận về sau. Lúc trước á thì thầy cũng có cái cơ may đọc nhiều kinh, thì cái bộ kinh Nikaya á, tức là cái bộ kinh Pali á, cái bộ kinh Pali là bộ kinh Nikaya, tức là gọi là kinh Nikaya. Kinh Nikaya, cái kinh Nikaya này á, thì thầy đọc qua hết rồi, tức là đọc qua toàn bộ hết á, đọc qua hết, còn nghe nữa chứ, còn đọc đi đọc lại những cái bài kinh nào mà mình thấy có thể áp dụng vào trong đời sống tu hành được. Đây là bộ kinh gốc nhất vào thời Đức Phật, tức là kết tập sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn gần 300 năm, tức là Phật lịch gần 300 năm. Nên cái bộ kinh này là bộ kinh gốc nhất, tức Tam Tạng Kinh Điển của Nikaya, tức là có ba cái tạng kinh điển mà gọi là Tipitaka, Tipitaka. Tipitaka là cái tạng đó, là cái rổ, cái vỏ, còn chữ ti này nè là số 3, là ba tạng kinh điển. Mình đọc cái tiếng Pali luôn gọi là Tipitaka, tức là Tipitaka. Và cũng trong 3 tuần và thầy cũng tranh thủ thời gian ban đêm một chút để học thêm tiếng Pali, học thêm tiếng Pali. Quý vị, tiếng Pali học hay lắm, ai có rảnh á, chúng ta lên trên mạng ta học thêm tiếng Pali, để khi mà mình nghe những cái bài kinh có cái dẫn chứng bằng tiếng Pali á, mình dễ dàng thâm nhập hơn. Do đó mà thầy học ngày dành ra cái chừng nửa tiếng vậy đó, mình học chỉ vòng 2 tuần là hình như là mình cũng khá khá rành rồi đó. Tức là còn cái từ ngữ á, thì mình học hàng ngày thêm. Nhưng cái cách thức đọc, rồi cái cách thức chia là sở hữu, cách thức chia là giống đực, giống cái, giống chung, vân vân, để mình hiểu được cái câu đó nói về cái gì. Chứ ngày xưa thầy đọc cái kinh tạng Pali bằng nguyên chữ Pali không hiểu. Bây giờ bắt đầu hiểu đó, lấy nguyên cái tạng chữ luôn ra đọc luôn, mình đọc rót được hết và mình cũng hiểu cái đó nói gì, chữ nào không hiểu là từ điển, vân vân. Do đó là bộ kinh này là bộ kinh gốc nhất. Nên ai á mà thường xuyên nghe bộ kinh này nè, gọi là kinh Nikaya á, gồm có 5 cái bộ, 5 bộ. Nếu ai không có rảnh á thì nghe phần trung bộ trước đi, 152 bài, trung bộ 152 bài. Thì người ta nghe trước, nghe tới nghe lui gì đó. Như vậy thì trong lúc mà khoảng 3 tuần ở trong thất, thì mình chia cái thời gian ra mình tu tập, thời gian nào mình tu, thời gian nào mình nghiên cứu, thời gian nào mình kinh hành, thời gian nào mình lại Phật, lại Phật. Chứ không phải là mình nhập thất là mình ngồi thiền không. Tu thì đặc biệt là mình tọa thiền. Tọa thiền làm than chốt á. Cái thứ hai nữa là nghiên cứu, là nghe kinh hoặc là đọc kinh. Cái thứ ba nữa đi kinh hành, đi kinh hành để cho nó thông máu huyết. Cái thứ tư nữa là mình lại Phật công phu, có thể mình tụng kinh hoặc là mình lại Phật công phu. Có 4 cái này nè, nếu ai mà có thời gian nhập thất á, ta nghiên cứu 4 cái này, mình sắp xếp cho hết cái ngày. Nhưng mà ở đây á có cái hay, hay cái chỗ là mình không có tiếp xúc á, tức là không có tiếp xúc, không có tiếp xúc thì cái gì nó xảy ra, và có tiếp xúc thì cái gì nó xảy ra. Do đó mà cái người mà không có tiếp xúc á quý vị, có một cái trạng thái gọi là trạng thái cô đơn, cô độc. Chính cái trạng thái cô đơn cô độc này là chết thành cô hồn nè. Quý vị, tức là trạng thái cô đơn cô độc, cái tâm mình á, mình không có là chịu đựng được là khi chúng ta có một mình. Nên ai mà có một mình được á quý vị, thì người đó tu dễ dàng lắm. Tại vì khi mà mình có một mình thì mình mới tiếp xúc mình với mình. Còn mà mình á là có nhiều mình á, là mình tiếp xúc mình với người. Cái này là quan trọng nha. Tức là khi mình một mình á thì mình trở thành bạn của mình. Còn khi mà mình nhiều mình á thì đối tượng là bạn của mình.
Hai này nó khác nhau. Khi mình có một mình thì mình là bạn mình. Bạn mình mà nếu là bạn thì mình phải hiểu bạn chứ, phải không? Là bạn mình phải hiểu bạn, tức mình là bạn mình. Nhưng mà mình không có một mình á, lỡ hai người trở lên, người trở lên thì bạn làm đối tượng, bạn làm đối tượng, bạn làm đối tượng. Nếu chúng ta mà mình ở một mình thì lúc này mình là đối tượng. Mà khi mình là đối tượng với mình đó thì mình hiểu về mình nhiều hơn, mình hiểu về mình. Mà cái người hiểu về mình á thì người này á gọi là cái người trí tuệ, cái người trí tuệ. Cái người không hiểu về mình thì cái người đó gọi là vô minh. Cái người hiểu về mình á thì người đó là trí tuệ, người không hiểu về mình á người đó là vô minh. Còn nếu mà mình ở hai người trở lên thì mình hiểu về cái đối tượng bên ngoài đó có gì thì mình sanh tâm phiền não. Mình hiểu đối tượng bên ngoài sanh tâm phiền não. Ví dụ như á là cái người khác á làm bạn đối tượng của mình thì mình sinh tâm phiền não, sinh tâm phiền não. Và chính cái tâm phiền não này nè nó tạo ra ba cái nghiệp, nó tạo cho mình cái nghiệp, tạo ra ba cái nghiệp. Và chính nghiệp nó sẽ dẫn mình đi sanh tử luân hồi nha. Nghiệp nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi, có bốn cái loại nghiệp mà dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Thứ nhất là nghiệp cực trọng, thứ hai á là cận tử, thứ ba á là nghiệp tập quán, thứ tư á là nghiệp tích lũy. Như vậy á thì nghiệp dẫn mình đi sanh tử luân hồi, mà nghiệp á nó xuất phát từ phiền não, mà phiền não thì gọi là tâm thế gian. Cái phiền não này gọi là tâm thế gian. Còn á mà cái tâm không có phiền não á gọi là tâm siêu thế, tâm không phiền não, tâm không phiền não gọi là tâm siêu thế, gọi là tâm siêu thế. Như vậy á thì cái con đường đạo là cái con đường mà nó tẩy cái tâm thế gian đi, nó trở về tâm siêu thế. Thì ở trong tiếng Bali gọi là mắt gá. Mắt gá là con đường đạo. Con đường đạo gọi là mắt gá. Như vậy thì chính cái mắt gá là con đường đạo, nó sẽ chuyển, tức là nó tẩy cái tâm phiền não này và nó chuyển thành cái tâm siêu thế. Như vậy thì là cái tâm phiền não khi nào, khi có cái đối tượng. Ví dụ như mình là có cái đối tượng từ phía bên ngoài nè, mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình nếm thì nó sẽ sanh cái phiền não này. Bây giờ mình chỉ đối với mình thôi thì phiền não nó không sanh. Có hiểu không? Cái đó là cái cách mà khi mà người ta độc cư á, cái người mà vào trong độc cư á thì cái phiền não nó khó sanh lắm. Và khi nó khó sanh đó, mình dễ nhìn thấy nó lắm. Có nghĩa là đi đứng nằm ngồi gì đó, mình dễ nhìn thấy nó lắm. Mà mình dễ nhìn thấy nó thì mình dễ đi đến trạch pháp. Mà quý vị biết á là trạch pháp là một trong bảy cái bồ đề phần, bảy bồ đề phần tức là đắc đạo đó, tức là bảy cái điều để đi đến đắc đạo thì gọi là bảy đồ bồ đề phần. Mà trạch pháp có nghĩa là gì? Là mình nhìn thấy, thấy mình, thấy những gì nó đang xảy ra, nó đang diễn ra trên thân và tâm của mình á. Giống hệt như là mình nhìn vào ở trong cái một ngôi nhà, mình thấy hết tất cả các đồ ở trong đó. Mình nhìn á là trong một cái gương, mình thấy tất cả cái nó hiện diện ở trong gương. Nên khi mà những cái gì mà nó đang hiện diện trên mình đó, mình nhìn thấy hết. Và khi mình nhìn thấy hết á là mình được trạch pháp. Mà mình được trạch pháp á thì lúc này mình mới tinh tấn tu tập được. Có nghĩa là tinh tấn tu tập sau khi trạch pháp, có nghĩa là thấy những cái gì nó đang diễn ra trên mình. Mà mình thấy gì đang diễn ra trên mình á thì cái đó là chánh chi kiến, tức là trí tuệ nó phát sanh. Trí tuệ hoặc là thánh trí nó phát sanh, thánh trí phát sanh. Như vậy thì cái người mà tu tập á là để chứng đắc, tức là để thoát tất cả các cái đau khổ á, thì cái người đó
phải có hai cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất á, thì cái người này á, là phải có trí tuệ. Cái thứ hai nữa, muốn được an lạc á, thì phải có định. Phải có định, tức là tâm định. Tâm định á, sẽ đi đến sự an lạc. Không có tâm định thì không bao giờ đi đến sự an lạc được. Định á, đi đến an lạc. Cái tâm mình mà không được an lạc là tâm mình không có định, là tâm mình là nó không được an lạc. Cái người nào mà buồn, rầu, hờn, giận, ghét, ghen, chua xót, đau đớn, là cái tâm đó là tâm không có được an lạc á, là tại vì tâm không có định. Rồi mình không biết những cái gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình, thì cái người này á, là không có trí tuệ. Mà trí tuệ thì gọi là thiền, thiền quán. Còn định đây á, thì người ta gọi là thiền định. Thiền định. Nếu ai mà có thiền quán và có thiền định thì giải quyết được tất cả. Mình sống rất là an lạc khi chúng ta có tâm định. Và nếu mà có thiền quán á, thì chúng ta trí tuệ nó phát sanh. Mà quý vị biết á, là chuỗi của đau khổ á, là trong 12 nhân duyên á, thì là từ vô minh. Vô minh nó đi, từ vô minh tức là từ cái tà kiến. Vô minh á, là cái cách nhìn mình tà kiến. Trí tuệ là nó ngược lại với cái tà kiến này nè, là mình có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ á, quý vị, thì là mình phải thực hiện cái gì để có trí tuệ, tức là chúng ta phải thực hiện thiền quán. Mà thiền quán á, ở trong kinh á, gọi là quán tứ niệm xứ á. Tứ niệm xứ tức là mình nói tứ niệm xứ, tức là mình đang thiền quán về chính mình. Có nghĩa là người nào mà thiền quán về chính mình, thấy rõ ràng mình, thì tuệ nó phát sanh. Mà muốn cái thiền quán đó, muốn cái thiền quán đó thì là mình phải quay lại mình, chứ mình không có tiếp xúc với cái cảnh giới bên ngoài. Nên mình nghe cái đoạn trong kinh Kim Cang mà Lục Tổ Quê Năng ngài đắc đạo đó: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là mắt mình nhìn mà mình không sanh cái tâm gì hết, lỗ tai mình nghe mà không sanh tâm gì hết, rồi lỗ mũi mình ngửi mà không sanh tâm gì hết, tức là không có sanh phiền não nè. Mà lúc mà mình không có sanh phiền não á, thì cái lúc đó cái tâm mình nó sẽ được diệu dụng. Mà cái tâm mình được diệu dụng, tâm mình được vắng lặng. Thì nói đó hơi xa giờ một chút, bây giờ mình nói tới cái tuệ là phát sanh, tuệ với định. Nếu người nào không có tuệ, người nào không có định, thì đừng có mong mà đắc một cái gì hết. Đừng mong mà đắc. Đau khổ triền miên chỉ nằm ở định và tuệ. Nên cái người nào á, mà có chánh niệm. Có chánh niệm có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là những cái gì nó xảy ra, chúng ta nhận diện nó đang xảy ra. Bây giờ ví dụ như á, bữa trước á, chúng ta đi kinh hành, đi ở ngoài rừng thiền á, đi bình thường thế này. Nhưng mà bây giờ bữa nay á, chúng ta nhắm mắt chúng ta đi thử đi. Chúng ta ở phòng nhắm mắt đi thử. Nhắm mắt mình dở chân lên, mình biết mình đang dở chân lên, mình đặt chân xuống, mình biết mình đang đặt chân xuống, mình làm thử đi. Mình làm thử đi, mình mới thấy cái sự chánh niệm của nó. Chánh niệm có nghĩa là gì? Là mình nhận diện rõ những cái gì nó đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Nhận diện rõ, xảy ra trên thân là những cái hoạt động trên thân, xảy ra trên tâm là cảm giác, những cái cảm giác, những cái cảm thọ, những cái phiền não nó khởi ở trên tâm của mình á, thì đó thì gọi là chánh niệm á. Rồi bây giờ chánh niệm là cái hàng ngày mình sống với nó. Còn quán tứ niệm xứ này nè, tức là mình sẽ có những cái thời gian mà mình quán, vì quán thân, quán thọ, quán tâm hoặc là quán pháp. Nó ở đây để làm chi? Để mình biết được là mình tăng cái tuệ lên bằng cách nào, bằng cách quán, mình hiểu biết về chính mình. Những cái gì đang xảy ra trên mình không biết gì hết trơn á. Ví dụ như bây giờ nè, mình nói nhẹ chút xíu nữa đi. Hai cái phòng ở sát bên, cái người kia hát cả lương bên này mình bực, hoặc là cái người kia nói chuyện với nhau, bạn bè người ta ở bên này mình bực. Như vậy thì mình bực mà mình không để ý tới cái mình bực, mà mình để ý với cái người ta hát cả lương, hoặc là mình để ý với cái người ta nói chuyện ở bên kia. Hiểu không? Như vậy thì mình không biết mình về mình hết, thì lúc đó là mình là vô minh đó. Thì người vô minh rất là đau khổ, tại vì họ đang chạy theo các pháp bên ngoài không à. Mà Đức Phật á, dạy á, là tất cả các cái
tất cả các pháp, dầu cho bên ngoài hay là các pháp bên trong, nó đều là thay đổi, nó đều là vô thường. Tất cả các pháp bên ngoài và bên trong nó đều là khổ. Tất cả các pháp bên ngoài và bên trong nó đều là vô ngã. Tất cả các pháp bên ngoài bên trong nó không phải là mình, không phải mình, không phải là của mình, không phải là một phần của mình. Hiểu chưa? Tất cả các cái ở trên đời này. Nên khi mà vào thất người ta tu tập á quý vị, thì mình dựa cái câu của Đức Phật á, đừng có nương tựa, đừng có nương tựa và chấp trước bất cứ bất cứ việc gì trên đời. Vì trên đời tại sao? Tại vì tất cả các cái nó đều thay đổi hết á. Không có cái gì là nó thay đổi liên tục như cái biểu đồ hình sin này nè, nó thay đổi. Mình quán đi. Mình ngồi mình quán đi, cái gì mà mình yêu mình thích đó mình quán nó đi. Bây giờ cái gì mình yêu mình thích? Thứ nhất là con người. Bản thân mình yêu mình thích nè. Cái thứ hai của cải của mình yêu mình thích nè. Người yêu của mình yêu mình thích nè. Rồi nhà cửa của cải mình yêu mình thích nè. Như vậy thì mình coi á, nó quán. Quán vô thường này không phải là mình quán cho nó vô thường, mà mình quán mình thấy thực tướng của nó là thay đổi, là như vậy đó, gọi là quán vô thường đó. Mà chính mình phải quán, là quán là mình đưa tâm tới, mình quan sát. Bây giờ ví dụ nha, ở gần nhà thầy dưới quê á, thầy về thấy cảnh vật cũng thay đổi, về thấy toàn người mới không người cũ, hỏi đâu á, ra ngoài nằm hết trơn rồi, dần dần. Như vậy mình thấy nó thay đổi liên tục vậy đó. Như vậy thì cái gì mình quán vô thường, cái gì vô thường? Tức là cái thân của mình vô thường, xung quanh mình cái thân mình vô thường, và cái tâm của mình vô thường đó. Quán vô thường, quán vậy đó. Tức là có ba đối tượng để mình quán. Thứ nhất á, là cái thân của mình. Thứ hai là cái tâm của mình. Thứ ba là những cái xung quanh mình. Nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi liên tục hết trơn. Không có cái gì mà nó còn tồn tại hết trơn á. Nhưng mình là con người thì mình chấp thủ, mình muốn giữ lại hết, không muốn bỏ gì hết trơn á. Trên đời này nè, những cái gì xung quanh mình toàn là cái mình thích không đó. Cái gì mình không thích mình bỏ hết trơn này. Còn cái gì mà giữ lại cái mình thích không á. Mà nó vô thường, nó làm biến hoại, thay đổi những cái mình thích. Như vậy thì nó rất là khổ đau. Nên tất cả các cái gì trên đời này nó cũng khổ chứ á. Đối với cái chấp thủ. Chấp thủ nghĩa là gì? Mình giữ chặt những cái gì mình đang có, nhưng mà không ngờ cái đó nó thay đổi liên tục vậy đó. Và tại sao á người ta lại khổ? Tại vì nó không có phải là gì hết, mà nó là đồ lắp, đồ ghép lại nhau. Ví dụ như cái bình hoa này là từng cánh hoa gấp lắp ghép lại nhau thôi, chứ có gì đâu. Con người mình cũng vậy đó. Là đất nước gió lửa ghép lại. Con người mình là tim gan ruột gan phèo phổi ghép lại thôi. Mình thấy con người mình nè, ví dụ mình thở trên cái ống thở, con virus nó vô nó làm nghẹt cái ống thở thấy đi rồi. Nên con người mình phụ thuộc một mạch máu, con người mình phụ thuộc một cái thở, con người mình phụ thuộc cái bao tử ăn vô bánh bao tử tiêu, con người mình á lại có lá gan cái ung thư gan cái tiêu, dần dần vậy đó. Quý vị hiểu không? Tức là nguyên con người mình nó phụ thuộc vào con thứ à. Nên con người mình rất là vô thường. Và mình không muốn mất cái thân mạng này, không muốn mất cái xung quanh, nên mình rất là khổ. Và tại vì tất cả các cái nó đều là đồ lắp ráp hơn, không có gì thật chân ở trên đời này quý vị. Do đó nên những cái gì ở trên đời này mình thấy, cái thứ nhất là nó không phải là mình, nó không phải là mình, mà nó của vũ trụ thôi, nó không phải là mình. Ví dụ thân này nè, mình coi nó là mình phải không, nhưng thực tế nó không phải là mình đâu. Mà cái thân mình á chính là do đất nước gió lửa hợp thành, tới hồi nào đó nó cũng tan hoại. Mình đừng nghĩ là người ta chết thôi, mình không có chết nha. Mình đừng nghĩ vậy đó, nghĩ gì mình sai lầm dữ lắm á. Mình nghĩ người ta bệnh không, mình không có bệnh. Mình nghĩ vậy mình sai lầm dữ lắm, không thèm đi khám. Tới khám một cái đi luôn. Đó quý vị, đừng nghĩ người ta bệnh mình không bệnh, người ta chết mình không chết, người ta già mình không già, đừng có nghĩ vậy. Đó quý vị, mình cũng như người ta hả? Nên cái gì trên đời này cũng không phải là của mình hết á. Không phải là mình. Nếu nó là mình á thì mình ra lệnh được cho nó rồi, nó là của mình ra lệnh được cho nó rồi. Nó cũng không phải là một phần của mình luôn nữa, không có giữ lại được cái gì trên đời này hết đâu quý vị. Nên người ta chết đi rất là đau khổ.
Nên nếu nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó thực tế nó không phải là mình, không phải là của mình, vì mình giận, mình hờn, mình ghét, mình ghen với nó làm gì? Dạ quý vị thấy chưa? Do đó mà mình không có giận, không có hờn, không có ghét, không có ghen gì với đó. Chứ mỗi khi chúng ta mà khởi lên cái tâm bực tức gì lên á, hoặc là giận dỗi gì lên á, sầu khổ gì lên á quý vị, chính cái tâm đó nó dẫn mình đi đọa đó. Quý vị tin đi, chính cái tâm đó nó dẫn mình đi đọa đó. Tại vì đọa lên cảnh giới trên, cảnh giới dưới chính là do mấy cái tâm đó đó. Ví dụ tâm sân đọa địa ngục. À, tâm sân á đọa địa ngục. À, rồi á là tâm tham. À, đọa ngạ quỷ, quỷ đói. Quý vị chưa nhìn thấy con quỷ nó đói tới cỡ nào đâu. Nó ôm như ôm nhấp hả? Chân cẳng á, nó khẩn khiểu xấu dữ lắm. Mà nó đói dữ dằn lắm, ăn không có được. Nó chạy vòng 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 như con quỷ đói á, là từ cái tâm tham nè. À, từ cái tâm tham mà ra. Rồi á là mình đọa xuống địa ngục là từ tâm sân mà ra. À, như vậy từ tâm tham tâm sân nó mới sanh ra các cái tâm ích kỷ hẹp hòi. À, từ tâm chấp thủ sanh ra tâm ngã mạn là vân vân. Mà tại sao có tâm tham tâm sân này? À, nó sanh ra quý vị, nó có một cái chữ. Cái chữ này nó bí mật mà ai cũng biết hết trơn mà giả bộ không biết. À, đó là cái chữ dục. À, đó là cái chữ dục. Cái chữ dục này nè, không phải ai cũng hiểu chữ này đâu quý vị. Cái chữ tham với cái chữ dục nó khác nhau. Chữ dục có nghĩa là mình thỏa mãn. Cái chữ dục á, có nghĩa là mình thỏa mãn. Thỏa mãn cái gì thì là dục cái đó. Cái chữ dục này nè, đó là thỏa mãn. À, cái dục này là thỏa mãn. Con người mình á, có 6 căn. À, 6 căn. Vậy thì thỏa mãn 6 căn nè. Thỏa mãn mắt. À, là nhìn mình thấy thích. Thỏa mãn mắt á, nhìn thấy thích. Thỏa mãn lỗ tai, mình nghe thấy sướng. Thỏa mãn lỗ mũi á, là mình ngửi mình thấy sướng. À, dần dần là cái thỏa mãn nè. Mình có 6 căn thì có 6 cái thỏa mãn là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Nó làm thỏa mãn mình. Nếu nó thỏa mãn mình mà cái gì nó cũng vô thường, chứ nó thỏa mãn chút nó hết hà, vậy thì mình muốn kiếm nữa phải không? Kiếm nữa thì thỏa mãn, kiếm nữa thỏa mãn không? Thì đó là tham đó. Tham có nghĩa là mình muốn kiếm nữa để mình thỏa mãn. Thì đó thì gọi là tham. Tham nghĩa là mình muốn có nữa cái trạng thái đó. Cái trạng thái đó mình muốn có nữa, mà trạng thái này nó làm cho mình được thỏa mãn. À, thỏa mãn á, thì ở trong cuộc sống người ta gọi là gì? À, là sướng. À, là đã. Là ngon. Là phê. Là gì đó. Nói chung là những cái từ ngữ gì đó. Tức là tất cả đó thì đang nói tới cái sự thỏa mãn. À, cái sự thỏa mãn của cái tâm của mình. Thì tâm đó được gọi là tâm dục. À, như vậy thì nếu mà cái gì muốn đem đến thỏa mãn mình hoài thì mình tìm cầu cái đó. Mình tìm cầu, mình hướng về cái đó. Thì mình tìm cầu cái đó thì trong kinh gọi là tâm tầm. Cái chữ tầm á, trong thiền á gọi là tầm. Tầm tức là mình tìm kiếm cái đó đó. Tức là tâm mình á hướng về cái đó đó. Thì đó gọi là tầm. Hiểu chưa? Mình tầm cái đó để mình có được cái trạng thái thỏa mãn đó nữa thì được gọi là tham. Ôm nhiều vô cũng không đủ chứ nha. Kiếm có hoài, muốn luôn nữa. À, có hoài đó thì đó gọi là tham đó. Mà bây giờ á mà mình muốn mà không có. Tức là bây giờ hồi nãy muốn mà có thì là tham phải không? Mà muốn mà không có thì là gì? Sân. Sân có nghĩa là muốn mà không có. Do nên á Đức Phật dạy ai cũng có ba cái khổ ở trên đời này hết trơn quý vị. Ai cũng có ba cái khổ trên á, tức là cái hoại khổ. À, cái hoại khổ, cái khổ khổ. Cái hoại khổ là cái gì? Cái hoại khổ là vắng mặt những cái gì mình thích, gọi là hoại khổ. Hoại khổ là vắng mặt những cái gì mình thích nha. Vắng mặt cái mình thích. Vắng mặt cái mình thích. Còn khổ khổ á là có mặt cái mình không thích. À, có mặt cái mình không thích. À, còn á hành khổ là tất cả các cái hiện diện trên đời này nó khiến cho mình đau khổ hết, không có cái gì mà không làm mình đau khổ hết á. Tại vì tất cả đều thiêu đốt hết. À, thì nó làm cho mình đau khổ là tất cả hiện diện. Tất cả hiện diện. À, do đó quý vị thấy á
bất kỳ cái gì mà nó làm cho mình thỏa mãn á, quý vị, mình sanh cái lòng tham. Mà tham á thì nó đọa xuống ngạ quỷ rất là đau khổ. Bây giờ người ta bắt người ta nhốt mình lại ở tù thôi đó, quý vị, mình hận người ta không? Hận đó. Nhưng mà bây giờ á, mình chứa lòng tham để cho nó đọa mình làm quỷ. Mình chứa lòng sân để cho nó đọa mình xuống địa ngục. Trời, xuống địa ngục cái mấy tỷ năm á, thấy người ta thấy sợ lắm. Ở dưới địa ngục á, ta dưới là đốt chảo dầu nè, rồi ta cưa làm hai nè, ta bầm cối xay nè, rồi nướng nè, rồi cù móc nè, rồi xẻo, tùng xẻo nè, vân vân. Ở dưới địa ngục ghê vậy đó. Là bởi cái tâm gì? Tâm sân nè. Tâm sân là gì? Tâm sân có nghĩa là muốn mà không có. Tức là mình muốn thỏa mãn mà nó không làm cho mình thỏa mãn thì là tâm sân nổi lên liền. Bây giờ cái ý muốn vậy đó, ta nói ngược lại một cái thôi là bắt đầu nổi sân rồi. À, quý vị phải không? Cái ý thôi đó, chưa nói đó. Bây giờ mình đang ăn nè, đang ăn ngon quá phải không? Ta giật cái đồ mình ăn thì sao? Thấy đứa bé không? Nó đang ăn cây kem, giật cái thì sao? Nó rất là nổi giận phải không? Đúng không? À, như vậy thì mất những cái gì mà làm cho mình dục thì cái đó làm cho mình sân. Mà có những cái gì làm cho mình dục á thì làm cho mình khổ. Bây giờ ví dụ nha, bây giờ mình thỏa mãn, cái đó làm cho mình thỏa mãn. Nhưng mà vô thường có cái đó nó còn hoài không? Nó hết phải không? Thì nó hết cái đó, mất cái làm cho mình thỏa mãn mình rất là đau khổ. Bây giờ ví dụ như một cái người có ông chồng, ông chồng đó đem lại hạnh phúc cho bà vợ dữ lắm, đùng cái có vợ bé, tức là ổng mất rồi. Tức là ổng không đem lại cho mình sung sướng nữa. Vì cái ổng đem lại cho mình sung sướng đó là mất đi rồi thì người ta rất là đau khổ. Quý vị hiểu cái chỗ này không? Nếu mà ngày hôm qua đó ổng không làm cho mình sung sướng á, thì hôm nay ổng bỏ mình không có đau khổ. Mà hôm qua ổng làm cho mình sung sướng hạnh phúc, chừng nào thì hôm nay ổng bỏ mình thì mất đi cái sự hình sung sướng hạnh phúc đó. Thì tức là mất đi cái thỏa dục nè. Con người ta có 6 cái dục. Nha. Bình thường mình nói tứ đổ tường á, mình nói là ngũ dục rồi đó, là chẳng qua là người ta quan sát thế gian và thấy vậy thôi. Chứ cái căn gốc của dục á nằm ở 6 cái. Dục ở mắt nhìn. Mắt nhìn. Ai có coi phim được nhiều không? Xem phim được không? Xem phim, xem hình ảnh được không? Đó, thích đồ đẹp không? Đó, mắt nhìn đó là thỏa mãn mà đi tìm cái đó dữ lắm, sanh ra tham. Cái thứ hai nữa là lỗ tai nghe. Nghe, mình nghe lời dịu dàng, mình nghe nhạc rồi đó. Bây giờ mình coi ở trong phòng của mình á, mình nghe gì là cái đó làm cho mình dục đó. Sướng lắm, nghe cái âm thanh loa nổi rồi đó, ngon lành lắm, sướng lắm. Người nghe cái lương, người nghe nhạc là vân vân. Mắt á, nhìn, tai nghe, mũi ngửi. Có ai xài dầu thơm không? Quý vị, mình xài dầu thơm á là Chanel lên cơm rồi. Rồi tới ai mà sức dầu khinh diệp một cái một của mình bực mình dễ sợ luôn. Thấy không? Cái người mà thích dầu thơm mà thơm của Pháp á, đi ngang cái một á, nó cuốn mình đi. Tức là lòng gì? Nó thỏa mãn cái lỗ mũi mình nên mình cuốn mình đi, có nghĩa là mình chạy theo nó là lòng tham, mình đi kiếm nó đó. Đi kiếm nó là lòng tham đó. Mà mình hướng về nó là tầm. Mà mình đi kiếm nó là tham. Kiếm nó lâu về là tham, còn mình hướng về nó là tầm. Đúng chưa? Như vậy thì cái mũi á thì ngửi. Cái lưỡi thì nếm. Lưỡi nếm nè. Có ai chê nhà bếp nấu cơm không? Đó, lưỡi nếm nè. Tức là mình ăn á, mình khoái ăn ngon để thỏa mãn. Uống á, mình khoái cái nước nào á, cái loại nước nào mình uống ngon á, để đầy phòng hết trơn á, tham á gom về đó, quý vị thấy chưa? Tức cái đó, mình để cái nước đó đầy phòng có nghĩa là nước đó làm cho mình thỏa dục. Cái lưỡi của mình, cái thân này mới giữ nè. Cái thân mình á, tại cái thân của mình là cái thân kiến á, nó nặng dữ lắm. Cái dục của cái thân á, quý vị, dục của thân á, nóng lạnh nè. Tức là trơn nhám nè. Rồi á là mềm nè, dẻo rồi nè. Tức là cái gì nó tác động vô thân mình, ở đó có một cái thứ mà con người ai cũng dính hết á, là dâm, là thỏa mãn dục trên thân thông qua cái bộ phận giống đực giống cái. Thì đây được gọi là dâm. Bây giờ nó thuộc về thân mà nó nặng nhất về cái này, nó nặng nhất tại vì nó mang tính chất truyền giống. Nó mang tính chất truyền giống nên nó nặng nhất. Nó mất cái này thì con người ta không còn nữa, nó không có truyền giống nữa, nên nó mang tính chất nặng nhất, nó trở thành cái gen di truyền. Cái này nó thuộc về thân, thân xúc. Cái này á là mắt mình xúc với sắc.
Tức là mắt á, thì nhãn xúc, lỗ tai á, thì nhĩ xúc, cái mũi á, thì là tỷ xúc, cái lưỡi thì thiệt xúc, cái này là thân xúc. Thân xúc thì nhiều loại lắm, nó phải là mặc đồ đẹp nè, đồ mịn màng nè, dần dần tiếp xúc nè, chiều chuộng nè, vuốt ve nè. Bởi vì mình đã vuốt con chó rồi, thân xúc á, vuốt con chó thấy nó phê không, rồi nó nằm ngửa lên vuốt bụng nó, trời ổng phê, ổng diêm 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 rồi đó 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 đó. Thì con người mình cũng vậy thôi, người ta vuốt thử coi, quý vị cũng liêm diêm vậy, hiểu không? Người ta vuốt thử coi cũng liêm diêm vậy. Người nào có chồng có vợ người ta vuốt nó cũng liêm diêm, hiểu không? Nhưng mà có xúc cái nặng nề nhất á, là dâm của con người á quý vị. Do đó mà chúng ta thấy á, là còn cái cuối cùng nữa là ý. Ý nghĩa là mình nghĩ tới để nó thỏa mãn cái dục. Nên tất cả các cái thứ mà nó sanh ra phiền não, sanh ra đau khổ, nó nằm ở chỗ này nè. Nó nằm ở chỗ này nè, là dục nè. Mình phải hiểu cái chữ này chứ đừng có hiểu trên xuông xuông của nó. Nếu hiểu xuông xuông của nó là mình không có đạt được cái quả vị thánh đâu. Tức là mình phải hiểu dục nó nghĩa là gì đó. Cái gì? Dục nó sanh ra phiền não, nó sanh ra tham sân. Từ tham sân mới sanh ra tà kiến là si. Ví dụ như cái ly nước mình nè, có bỏ vị trọng nó đang thui, thì cái tâm mình bỏ vị trọng là tâm đang thui. Mà tâm đang thui nó không nhìn thấy gì, thì trong nhà Phật gọi là truyền cái. Rồi cái đó nó làm cho mình tà kiến, thì cái đó tất cả thì gọi là si mê. Nên đó gọi là si mê. Nên con người ta chiến thắng được dục, và chiến thắng được dục người này sẽ thành thánh. Chiến thắng được dục người ta mới chiến thắng được phiền não. Quý vị, nên Đức Phật dạy rằng nếu mà mình không chiến thắng được nó là mình làm sao, cái gì mình co cái lưỡi lên ở trên này, là mình cắn răng mình co lưỡi lên rồi là mình chiến đấu với nó. Mình chiến đấu với cái gì? Chiến đấu thứ nhất là dục, thứ hai là phiền não, là tham sân. Phiền não, cái đầu tất cả phiền não, đầu mối phiền não là tham với sân, là thích và không thích là đầu đó. Còn tất cả cái ganh tị ghét ghen đó là nó sanh ra sau nữa. Nếu chúng ta đoạn cái tham sân đầu thì tất cả tâm khác đều đoạn diệt được hết. Nên Đức Phật thường hay gọi tham sân si là chỗ đó, nhưng mà nó xuất phát từ dục này, dục này ra. Nên đó, mình coi kinh Tứ Diệu Đế, kinh Thủ Triển, Đức Phật nói là nguyên nhân tất cả các đau khổ đều do dục tập khởi, phải không? Đúng không? Đều do dục tập khởi. Nên ông nào mà còn cái này thì không bao giờ tu đắc được cái gì cả. Cái gì mà chiến đấu được ông này là nó nằm trong cái môi trường. Chiến đấu được với dục là nằm ở môi trường. Nên quý vị ngồi vào thiền trong kinh Nhập Tức Xích Tức Niệm, Đức Phật dạy là ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất đó. Quý vị thấy chưa? Do đó nó nằm trong cái môi trường. Thì trong môi trường này Đức Phật gọi là giới. Nha. Định với tuệ nó chỉ sanh trong giới thôi. Mình tu để đạt định với tuệ. Đạt định với tuệ thì định với tuệ nó sanh ra trong môi trường của giới. Mà giới này nè, giới với định với tuệ thì nó diệt được dục. Diệt được dục, mà diệt được dục rồi là diệt được phiền não. Mà diệt được phiền não á thì diệt được nghiệp tái sanh. Phiền não, diệt được nghiệp tái sanh. Nghiệp tái sanh. Nên cái người quý vị muốn diệt được dục này nè, nó phải có cái giới bao bọc. Nên ở trong nhà Phật gọi là giới hạnh. Giới hạnh. Có giới hạnh này thì nó mới có tuệ, mới có định. Nên ai tu thiền quán phải tu ở trong giới, ai tu thiền định phải tu ở trong giới. Nếu không có cái đó không đạt được, chỉ lắm lý thuyết suông thôi, chứ không có tự mình làm được. Không có tự mình làm được cái đó. Nên phải cần có cái giới hạnh này. Nếu ai mà phát tâm mình giữ giới hạnh cả đi là chúng ta sẽ đạt được định với tuệ. Mà có đạt được giới định tuệ mới diệt được dục. Mà diệt được dục á là diệt được phiền não. Mà diệt được phiền não thì diệt được nghiệp tái sanh. Diệt được nghiệp tái sanh thì diệt sanh. Mà diệt sanh không có lão tử. Mà không sanh lão tử thì bất sanh bất diệt là niết bàn, chứng quả thánh. Rất đơn giản, không có khó gì hết trơn á quý vị. Nhưng cái quan trọng là mình có đủ tuệ để nhìn thấy cái điều này không. Thấy điều này trên thân của mình á, là mình á có dám diệt ham muốn trên thân hay không. Tại sao mình ham muốn cái gì? Ham muốn cái đối tượng ham muốn gọi là pháp. Đối tượng ham muốn á thì gọi là các pháp. Đối tượng ham muốn là pháp, mà Đức Phật dạy là pháp đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Pháp đó nó biến hoại, nó tan rã hết, không còn đâu. Cái mình khoái á, cái mình thích á. Ví dụ mình thích con người, mai mốt cũng già cũng bệnh cũng chết
không đánh răng cái miệng là cũng ke không à. Nói thật đó quý vị, nên Đức Phật á, dạy chúng ta quán thân trên thân là quán cả sự chết, sự tan hoại của thân luôn á. Để chi? Mình nhìn thấy được cái sự thật của nó. Để đừng có ham. Ham là ham gì? Ham dục á, ham để thỏa mãn cái ham muốn. Đối với thân của người khác, đối với thân của mình, thân mình, thân người khác không có khác nhau đâu. Quý vị đừng nói thân mình cao quý, thân người khác thấp hèn. Giống hệt nhau à, nghiệp khác nhau thôi. Chứ đất nước gió lửa giống nhau thôi. À quý vị, trong cái bài kinh Đức Phật nó làm đi ngang chỗ mổ, người ta giết bò mà người ta bán á. Yeah, thì mình coi thịt nó sao thì thịt người mình cũng gần giống vậy đó. Nếu mình quan sát để làm chi? Để cái lòng tham đắm nè, mình sẽ nguôi ngoai đi, phôi phai đi. Nên chúng ta muốn cái đó làm thỏa mãn. Chứ thực ra cái đó không lạ gì cả. Cái đó nó là vô thường, nó thay đổi liên tục ha. Mà mình muốn cho những cái mà mình thích đó, nó còn hoài. Mà vô thường nó thay đổi, nó mất cái đó, nên mình rất là khổ. Nên mỗi khi mình còn muốn là mình còn khổ à. Muốn cái gì trên đời này, cái gì nó cũng thay đổi chứ á, nó không có còn. Và bản chất của nó là vô ngã, có nghĩa là nó không có thiệt. Nó chỉ lắp ráp rồi cái xong, đủ duyên nó hợp thành, hết duyên nó rã tan, mình ngồi mình suy nghĩ đi. À, nên Đức Phật dạy á, là văn tư tu là gì đó. Văn có nghĩa là mình nghe đi, về mình suy nghĩ là như cái này nè. Rồi bắt đầu chúng ta tu tập là mình nhìn thẳng vào mình mới thấy biết những cái điều đó, quý vị. Do đó mà cuối cùng mình mới thấy được rằng giàu cho thân mình hay là của cải vật chất đó, nó không phải là mình đâu. Mà mình cho nó là mình làm chấp thủ á, mà nó không phải là của mình nữa, nó không phải là một phần của mình nữa. Vì thì mình ham muốn nó để làm cái gì? Cuối cùng mình ham muốn để làm cái gì? Ví dụ mình muốn xong rồi, cái hồi nó hết muốn à, nó thỏa mãn hết, bữa sau muốn nữa, bữa sau muốn nữa, thì nó lặp lại cái ban đầu vậy, nó cũng không được gì chứ. À, quý vị, và cuối cùng phiền não thì nó tăng đóng, tức là tham sân si giận hờn ghét ghen nó tăng lên đóng luôn. À, do đó cái người tu đầu tiên là cái giới hạn này nè, chúng ta phải phát tâm. À, cái giới hạn, à, cái giới hạn tức là giới đó. Mà giới có nghĩa là gì? Giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác, phi chỉ ác có nghĩa là né các điều ác và dừng lại các ác. Giới nghĩa là gì đó? Né các ác và dừng lại các ác. Vì ác là gì mà mình phải né nó? Tại những tuệ với định này nè, để mình diệt đi tất cả các cái nguyên nhân của đau khổ á, thì là nó phải nằm trong thiện. Nó nằm trong thiện. Vì ác là gì? À, quý vị, ác nó có hai cái dạng ác. Một là dạng ác tâm, hai á là dạng ác thân khẩu gây cảm thọ cho chúng sanh. À, như vậy chúng ta có hai cái ác. Ác ở trong tâm và ác ngoài khẩu. Ác á, tâm và ác khẩu và ác thân. À, chúng ta có ba cái ác này. Như vậy ác khẩu với ác thân á, là mình nói làm ta buồn á, người ta khổ á, đó gọi là ác khẩu. Ác thân là cái thân của mình làm bất kỳ cái điều gì mà gây đến hậu quả làm ta buồn khổ gọi là ác thân. À, cho người ta buồn khổ là ác thân. Còn ác tâm là phiền não. Tại vì chính phiền não nó sẽ làm cho mình đọa xuống cảnh giới tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đi trong sanh tử luân hồi mình rất là đau khổ. Nên cái gì làm cho khổ cái đó ác. Vì thì chính cái tâm phiền não làm cho mình khổ đó là ác. Tâm chấp thủ làm cho mình khổ đó là ác. Cái tâm dục làm cho mình khổ đó là ác. Tâm chấp thủ, tâm phiền não, tâm dục đó là ác. Nên mỗi khi chúng ta có chứa tâm đó là chúng ta đang có tâm ác đó. Quý vị hiểu không? Mà có tâm ác đó thì không bao giờ đạt với cái cảnh giới của định và tuệ cả. Do đó người ta tu tập để ta đoạn lìa tham sân si của tâm nè. Ta tu tập á, người ta nói ra những cái lời mà chân thật, nói ra những lời giúp đỡ người ta. Rồi cái thân của mình á, là không có giết con này con kia, không có trộm cắp, hoặc giả là không có tà dâm đi đến dâm dục, dần dần để thỏa mãn cái xúc ở trên thân. Dần dần như vậy thì chúng ta phải có sống ở trong giới. Mà giới á, cho cả xuất gia và cả tại gia luôn, có 5 cái giới điều căn bản và cộng thêm, tức là giới 5 cộng. Ai mà giới hạnh nhiều chừng nào á, người đó dễ thiền định nhiều chừng đó. Hiểu không? Giới có 2 loại, giới tánh và giới tướng. Giới tướng là giới 5 cộng. Giới tánh á là giới bất ác. Giới tướng với 5 cộng. 5 cộng là gì? Thứ nhất á, là không sát sanh.
không sát con gì hết. À, thứ hai á, là không lấy của không cho. Mình á, là nếu á, trước một cái mình cần phải sát, nhưng mà dứt pháp mình không sát. Cái thứ hai nữa, ta để hở của không bao giờ lấy, nếu không xin không cho, không bao giờ lấy. Cái thứ ba nữa là tà hạnh trong dâm dục, tức là người ta không cho, người ta không cho cái cách mình hành dâm, mà mình hành dâm theo cái cách đó. Cái cách mà người ta không cho, đạo lý không cho, pháp luật không cho, giới luật không cho, cái gì không cho đó, thì cái đó là chính là tà dâm là, hoặc là tà hạnh đó. Thứ tư á, là lời nói. Nói có nói dối, nói thêm bớt, rồi nói chia rẽ, rồi nói tục tiểu, cọc cằn đó, vân vân. Rồi cái cuối cùng là chất rượu và các chất gây nghiện. Rượu và các chất nghiện, nếu ai mà còn bất kỳ cái chất nào nghiện thì người đó không bao giờ đạt tới cảnh giới của thiền định cả, để đi đến giải thoát cả. Chỉ có chánh di kiến nhỏ nhỏ rồi thôi, chứ không có đạt được cái trạng thái của thiền định. Nên đó là giới, mà đó là ác, mà tức là làm cho mình khổ. Dần dần nên ai diện gì bỏ đó. Là giới thứ năm đó, ai diện gì bỏ đó. Là giới thứ năm đó. Bây giờ 5 cộng 1, 5 cộng là gì? Là cộng 1, cộng 3 là trở thành 8 giới, mà cộng 5 trở thành 10 giới. Và 5 cộng 245 trở thành giới tỳ kheo tăng, cộng là 343 thành tỳ kheo ni trong luật tứ phần. Dần dần. Nhưng mà năm cái này là căn bản nhất. Căn bản nhất nghĩa là gì? Là xảy ra trên tất cả mọi người. Nhưng mà người nào là người có giới hạnh? Người có giới hạnh không phải là người không làm chuyện này, mà người có giới hạnh là người đối trước chuyện này không làm, mình mới đạt được thiền định. Nói lại nha, có giới hạnh là không phải là không có làm năm giới. Không có làm năm giới chưa chắc phải có giới hạnh, mà đối trước cái năm giới đó mình không làm. Bây giờ ví dụ, ở nhà đóng cửa lại, đâu có sát sanh đâu, trộm cướp đâu, tà dâm nói dối rượu gì đâu, vân vân, đâu có làm đâu. Mình nói là mình có giới hạnh chưa chắc, người đó là không làm thôi, không phạm tội thì chứ không có giới. Nhưng mà bây giờ người ta cho mình con cá, mình bắt đem đi đập đầu nó, cho mình con cua, mình bắt lên mình luộc nó. Như vậy thì khi mà mình tính đập đầu nó đó, mình dừng lại, mình không đập, người đó giữ được giới sắc sanh. Quý vị hiểu không? Trước cái mà mình thực hiện, mà mình không thực hiện, có nghĩa là thắng được gì? Thắng được cái tâm dục của mình. Thắng được tâm dục mới là giới, hiểu không? Thắng được tâm tham ăn mới là giới. Như vậy thì trước đối diện cái đó mà mình dừng lại được thì cái đó gọi là giới. Nó là vậy đó, chứ không phải là mình không làm là giới đâu. Đừng nói không làm là giới, mà mình đối diện được trước nó, mình thắng được cái tâm tham dục đó gọi là giới. Mà muốn thắng được tâm đó đó, Đức Phật dạy là mình phải cuốn cái lưỡi lên trên, cắn răng mà mình chiến đấu với nó. Trong cái bài kinh của kinh Nikaya, Đức Phật dạy á, mình ngồi đi, mình uống cái lưỡi lên trên, mình cắn răng, mình chiến đấu với nó. Có nghĩa là nói lên cái sự mà mình chiến đấu và với nó. Ban đầu chiến đấu khó lắm, nhưng mà từ từ chúng ta sẽ chiến đấu dễ lại, dần 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 dần. Nó sắc xanh. Cái thứ hai, lấy của không cho. Cái này dễ bị lắm nè, ăn cắp á. Ăn cắp nó nhiều hình thức ăn cắp lắm. Biển sao lấy của người ta về, về mình, mà người ta không đồng ý là ăn cắp hết, dầu cho bằng cách nào, trước mặt sau lưng, lừa đảo, quý vị, dụ dỗ, tất cả các cái mà người ta không đồng ý cho mình mà mình lấy, bằng cách nào, bằng cách cướp giật, bằng cách lừa hay là cái gì, đều là cái phạm giới á, là lấy của không cho, tức là giới trộm cắp hết á. Còn tà hạnh trong tất cả các dâm dục, có nghĩa là mình thực hiện cái dâm. Thực hiện cái dâm có nghĩa là cái giống đực chống cái sẽ thỏa mãn trên cái căn của giống đực chống cái. Mình hiểu không? Nó tế nhị nhưng mà mình phải nói rõ để mình hiểu. Thỏa mãn trên căn của giống đực chống cái, mình thỏa mãn nó, nhưng mà không có được sự cho phép của một cái gì đó đối với bản thân của cá thể đó, thì cái đó gọi là tà hạnh trong dâm dục.